Hai Giang chào mọi người nha. Trở lại video nấu ăn của Giang ngày hôm nay nha mọi người. Hôm nay thì Giang sẽ làm cái món là gà xào sả ớt nha. Nguyên liệu thì Giang sẽ có gà chặt 3 miếng vừa ăn. Đó, con gà này là 1,4 kg nha mọi người. Hành lá ghim Giang chuẩn bị là ớt nè, cà rốt và hành tây và một ít ớt chuông xanh chuông đỏ nha. Đó, anh chị muốn ăn cay thì mình cắt cái ớt cay vô nha. Ở đây Giang xào không cay. Phần sả thì Giang chọn phần gốc, cắt khoanh với phần tỏi xay. Đó, bây giờ Giang sẽ đi luộc gà nhé mọi người. Luộc gà qua mình luộc qua nước sôi á, thì cho cái gà nó bớt đi cái phần nước máu và nó gà mình nó sẽ sạch sẽ hơn, xào ăn nó sẽ thơm hơn nha. Đó, trước khi luộc thì Giang sẽ cho một ít nước mắm vô để cho nó khử bớt đi cái mùi của gà mọi người. Để phần nước sôi thì Giang sẽ đổ gà vô luôn nha. Luộc gà thì mình chỉ cần luộc sơ qua cho cái thịt nó săn lên là được nha mọi người. Mình không cần phải luộc cho nó chín đâu nha. Đó, luộc chín quá thì nó mất đi cái độ ngọt của gà nha. Đó, như vậy là được nha mọi người. Mọi người thấy không, luộc xong nó ra cái phần nước đục quá trời luôn nè. Đó, giờ vớt ra. Vớt ra Giang để qua bên đây riêng nha. Thì để riêng qua một bên xong rồi Giang sẽ sơ chế cái phần là tỏi xay với sả nha mọi người. Gà thì có thể là mình làm được rất là nhiều món như chiên nước mắm nè, nấu lẩu nè, nướng nè, nói chung là nhiều thứ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì Giang sẽ làm cái món là xào sả ớt. Món này Giang sẽ làm cho nhân viên nha mọi người, nhân viên ăn. Đó, đầu tiên thì Giang sẽ làm chảo khô lên. Chảo khô lên đó thì mình cho cái dầu ăn vô á, nó không có bị bắn nha mọi người, nó không bị bắn dầu. Rồi Giang sẽ cho thêm cái phần là sả bào nha mọi người và tỏi xay. Đó, sả thì mọi người cứ lấy phần gốc á, mình bào ra cho nó sẽ thơm hơn. Đó, giờ sẽ tao lên cho nó vàng là được nha. Vàng lên thì Giang sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị nha mọi người. Đây là sa tế tôm. Sa tế thì Giang sẽ cho là 4 muỗng nha. Sa tế này nó thơm thôi chứ nó không có cay đâu nha mọi người. Cay nó giữ vị, nó cay nhẹ nhẹ thôi. Nó không có cay mạnh, không có cay nhiều. Anh chị nào thích ăn cay nhiều thì mình cho ớt tươi vô cũng được. Mình cho cái phần ớt mà ớt hiểm á, đập dập bỏ vô là nó cay à. Xong rồi Giang sẽ cho thêm nữa là bột cà ri nha mọi người, cà ri khô. Thì xào sả ớt thì bắt buộc gà thì mình phải xào có cà ri, nên là cho cái thịt của con gà nó lên cái màu vàng đẹp nha và sẽ ngon hơn, thơm hơn nha. Giang đổ qua đây cho nó chảy cái nước bớt hết, nãy Giang để qua đây nó bị ứ nước á. Rồi bây giờ Giang sẽ cho trực tiếp vô luôn. Mình sẽ tiếp tục nữa là mình xào cái phần thịt này lên cho nó săn nha. Thì Giang làm video của Giang cũng quay bằng điện thoại á mọi người, nên nó cũng bị rung lắc, nên là mọi người xem video thì thông cảm cho Giang một tí xíu nha. Xào cho nó săn lên nha mọi người, cho nó thấm đều cái phần sa tế với phần cà ri qua luôn. Đó, chưa cho người đã nghe cái mùi thơm của cà ri với sả với tỏi nha mọi người. Rồi Giang sẽ cho cái phần cà rốt vô nha, tại vì cà rốt á, thì mình xào á, cà rốt nó cứng hơn mấy nguyên liệu khác, nó lâu lâu chín nữa, nên Giang sẽ cho cà rốt vô với phần ớt vô. Rồi giờ quay qua đây Giang sẽ nêm nếm nha mọi người. Đó, món xào thì không thể thiếu dầu hào. Dầu hào thì nó cũng cải tiến cho cái món, cho mấy cái hạt nêm khác thôi mọi người, mình dùng để xào thôi, như xào rau muống, xào rau, xào thịt đồ á, sử dụng dầu hào để mình xào á thì nó ngon hơn. Đường thì Giang cho một muỗng nha, bột ngọt thì Giang cho một xíu. Tiếp nữa là nước tương nhé mọi người. Xào trong các món xào thì Giang sẽ cho kèm theo nước tương, cái vị nó sẽ đậm đà hơn, tăng thêm độ thơm hơn nha.
Rồi bây giờ Giang sẽ xào thêm một phát nữa để cho nó thấm đều qua cái phần gia vị nhé mọi người. Cho nó săn lên. Tiếp nữa thì Giang sẽ cho nước nha. Nước á thì xào gà thì mình cho một quá nước là được rồi. Đừng có cho đầy nước quá. Tại vì phần thịt gà thì nó sẽ ra nước nữa nha. Thời gian chờ đợi thì Giang quay qua đây Giang sẽ cắt một ít rau để nêm á, cho nó thơm á. Ở đây Giang sử dụng là ngò gai với ngò ôm nha. Giang sẽ cắt khúc. Tí xíu nữa mình bỏ vô, khi nào cái gà này chín á, mình bỏ vô mình xào lên thêm nữa là nó sẽ thơm nha. Thì cái gà xào này nó mình có thể ăn kèm với của mình có thể cho thêm đậu phộng vô nữa cũng được. Anh chị nào không thích ăn đậu phộng thì khỏi cho. Nó nãy giờ Giang đợi cũng đã được hơn 10 phút rồi đó. Cái phần nước nó đã rút cạn xuống hết luôn rồi. Cái phần gà của nó cũng đã chín luôn. Xào này thì nó cũng có hai cách. Một là nó nước sệt sệt, hai là mình xào khô. Ở đây là Giang xào cái món gà xào sả ớt này, Giang sẽ xào khô nha. Tiếp nữa thì Giang sẽ cho hết cái phần la ghim còn lại như hành tây và ớt chuông á. Đó. Đó, giờ mình sẽ lắc sơ qua là nó chín thôi. Hai mấy nguyên liệu mà rau củ quả mà như hành tây với ớt chuông này á, thì nó rất là nhanh chín hơn cái cà rốt nha. Bốc mùi thơm quá trời luôn mọi người. Thằng gà ta này á, gà này á là gà ta thả vườn á mọi người, chứ không phải là gà ta thật. Gà ta thật là gà ở nhà mình á, thì mình sẽ làm nó sẽ thịt, phần thịt nó sẽ ngon hơn nhiều. Đó. Gà đã chín đã khô nước rồi, xong rồi Giang sẽ cho hết cái phần rau nêm vô, rau mùi vô luôn nha. Rồi mình chỉ việc mình đảo mình lắc lên cái nữa là được nha, không cần phải cho lửa lên cũng được. Tại vì cái độ nóng của gà thì nó làm chín cái phần rau này dễ hơn. Vậy là đã xong rồi đó mọi người. Bây giờ Giang sẽ múc ra cái dĩa inox này nha. Nhân viên ở chỗ của Giang làm á thì ăn á thì ai ăn á thì người đó tự bới và tự múc ra ăn thôi. Đó, Giang thì chỉ có nấu đồ ăn thôi với nấu canh. Rồi video của Giang đến đây đã kết thúc nha mọi người. Thì Giang sẽ múc ra hết cái dĩa này luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết những cái video nấu ăn của Giang nha. Mọi người yêu thích những cái video nấu ăn của Giang thì cho Giang xin một like và một đăng ký kênh và một bình luận phía dưới nha mọi người. Để cho Giang biết cái phần đánh giá chất lượng những cái video của Giang làm món ăn như thế nào nha.